Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Chung tay làm du lịch nông nghiệp của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý khán giả, cùng với những địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái và miệt vườn. Du lịch Hậu Giang hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp bình dị, với bức tranh đồng quê thanh bình, những ruộng lúa bát ngát, kênh rạch trù phú cho đến những vườn cây trái trĩu quả. Ngoài các loại trái cây đặc sản nước tiếng gần xa như là quýt đường Long Trị, cam xoàng Phụng Hiệp hay khóm Cầu Đúc, thì thiên nhiên còn ưu đãi cho vùng đất này nhiều loại cây lành trái ngọt nữa. Tận dụng nguồn tài sản quý giá này, người dân Hậu Giang cũng dần thay đổi tư duy, không còn đơn thuần là trồng cây hái trái nữa, mà bà con đã rẽ hướng phát triển du lịch trên chính mảnh đất vườn thửa ruộng của mình. Những ngày này, vườn chôm chôm của ông Đặng Quốc Hùng trở thành điểm đến hấp dẫn ở xã Nông Thôn Mới Tân Thành, thị xã Ngã Bảy. Du khách đến đây sẽ được đắm mình trong khuôn viên mát rượi, ngập tràn sắc đỏ của những cây chôm chôm chín mọng đã có 25 năm tuổi. Tôi trồng chôm chôm thì tôi thấy cái cảnh đẹp và nó mình nghĩ ra để cho khách tham quan vô để tham quan. Chú cũng cầu chúc là để cho bà con ở đây là những cái miếng vườn để làm cái làng du lịch. Chú cũng rất thích. Ví dụ như mình đặt chân là một cái người bán này, người bán kia để phát triển cho cái ấp của mình. Tận dụng lợi thế sẵn có là vườn trái rộng hơn 3 hectare. Năm nay, ông Chính Hùng đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng để biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Chỉ với 50.000 đồng một người, du khách có thể ra vườn tự tay hái trái. Ngoài ra, nếu có nhu cầu thưởng thức các món ăn dân dã miền Tây như cháo gà, ốc hấp tiêu hay bánh xèo, thì chỉ cần đặt trước, nhà vườn sẽ chuẩn bị. Được thưởng thức các món ăn tại vườn với những tán cây xum xuê trái đỏ vàng thì thiệt là hết sảy. Ồ, rất là vui, chưa bao giờ thấy có náo nhiệt giống như bây giờ. Theo ở đây thì tốt hơn, tại nó mát mẻ. Như đi biển hay nó quá nóng, ở đây thì nó có cây cối, nó tốt, nó mát mẻ như nhiều. Xã Nông Thôn Mới Tân Thành có hơn 1.200 hectare cây ăn trái. Sau thành công của ông Chính Hùng, nhiều gia đình đã tiến hành quy hoạch lại vườn trái để tiếp đón khách. Phát triển du lịch từ vườn cây trái sẵn có đã và đang mở ra một hướng kinh doanh mới cho bà con nông dân nếu biết kết hợp với chợ nổi Ngã Bảy, Lung Ngọc Hoàng để khai thác thế mạnh của địa phương. Như vậy, thời gian tới, Ngã Bảy sẽ làm gì để đưa du lịch ngày càng phát triển? Mời quý khán giả theo dõi những ý kiến sau. Tiếp tục là mời gọi đầu tư đối với các nhà đầu tư lớn để tham gia là xây dựng các cơ sở vật chất về vấn đề du lịch, cũng như là xây dựng các khu vui chơi giải trí trên địa bàn, cũng như là các cái nhà hàng, khách sạn, để làm sao chúng ta là giữ chân được khách du lịch là lưu trú qua đêm là trên địa bàn của thị xã. Tiếp tục là làm việc đối với là các cái nhà vườn mà có những điểm mà hiện tại bây giờ là đang phát triển về du lịch tự phát, thì mình cũng hỗ trợ đối với bà con này tiếp cận được nguồn vốn vay để chúng ta vay nguồn vốn để là đầu tư phát triển thêm những cái điểm du lịch hiện có. Những người khách du lịch ở đây, người ta sẽ được trải nghiệm cuộc sống dân dã ở đây, được hái trái tại vườn, được ăn những món ăn dân dã, nói chung là trải qua một cuộc sống của người miền Tây, thì đó là một trong những điểm mà rất là hấp dẫn đối với của khu du lịch này. Nên sắp tới nhất định là mình sẽ phát triển, mình sẽ đẩy thêm khách du lịch về những cái khu vực giống như thế này. Không chỉ có những điểm đến hấp dẫn như vườn chôm chôm hay là chợ nổi Ngã Bảy, du lịch Hậu Giang còn thu hút du khách bởi những món ăn dân dã nhưng mà đậm đà hương vị miền Tây. Đúng rồi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý khán giả cùng thưởng thức một món ăn hết sức là hấp dẫn, được làm từ một nguyên liệu đặc trưng của vùng đất Hậu Giang, đó chính là khóm Cầu Đúc. Mùa này, trên những cánh đồng ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, những trái khóm đã bắt đầu chín rộ. Khóm Cầu Đúc xưa nay nức tiếng gần xa bởi hương vị thơm ngon đã níu chân biết bao du khách. Chỉ nếm qua một lần sẽ cảm nhận được nét riêng mà trái khóm nơi đây mang lại. Khóm thì bây giờ mình có thể trồng quanh năm được không chú, hay là mỗi năm nó có bao nhiêu vụ chú? Thì bây giờ là tháng nào cũng có trồng được hết. Dạ. Chứ không phải như hồi xưa. Gỗ nó thì từ bắt đầu xa mưa xuống tháng 5 mình cũng có thể mình trồng. Con thấy bây giờ khóm Cầu Đúc của mình cũng rất là nổi tiếng đó. Nhưng mà chế khóm này thì mình chế biến ra được những món ăn nào để mà mình thường ăn ở bữa ăn trong gia đình nè, cũng như là khách tới thì mình đãi khách món nào vậy chú? Thì cũng thường thường thì nấu vịt nè, rồi củ hủ khóm xào, rồi vịt
ôm khóm. Dạ. Hồi đó giờ thì con nghe vịt kho khóm thôi nè, chứ vịt ôm khóm là con chưa nghe, nhưng mà cảm thấy rất là tò mò hấp dẫn đó. Vậy thì thôi, hồi nữa đi rồi mời Minh Thiện vô nhà. Dạ. Cùng làm vịt ôm khóm với chú chơi. Dạ, vậy thì còn gì bằng nữa. Con cảm ơn chú trước nha. Trái khóm cầu đúc được bà con ở xã Hỏa Tiến tận dụng từ gốc đến ngọn mà không bỏ sót phần nào. Khóm là linh hồn của nhiều món ăn đậm đà hương vị đồng quê, như canh chua khóm nấu với cá rô đồng hay thịt ba rọi xào khóm chua ngọt. Biến tấu thêm một chút thì có mứt, kẹo, nước màu khóm, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là món vịt ôm khóm. Cái này là nó mình nấu chung với khóm này nó có vị ngọt, cho nên là chắc cũng dùng ít đường hả cô? À đúng rồi, ít đường. Có dẹo đang cho thịt nó thấm thịt đó, cho nó ngọt cái thịt đó. Khoảng bao lâu thì mình mới bỏ khóm vô được cô? À, cho nó chút xíu này đi, mình để vô. Nó thấm sằng. Thấm cho nó. Cái này là nước dừa. Dạ. Còn nếu không có nước dừa thì mình đổ nước lạnh cũng được, nước dừa thì nó ngon. Nước dừa ngọt thôi. À. Cái này mà khách chắc ăn lần đầu tiên, lần thứ hai lại cũng đòi món này quá. Con thấy hấp dẫn quá trời, nó dậy lên mùi thơm. Thơm của khóm. Dịu dàng ăn thấy không? Dạ. Vậy là đã có món vịt ôm khóm thành phẩm rồi. Bây giờ thì mời cô chúng ta ra bàn cùng thưởng thức. Quá là hấp dẫn luôn. Giờ mời Minh Thiện dùng khóm của chín nấu. Dạ. Khóm cầu đúc với chín nấu với vịt đó, con ăn thử coi nó mùi vị nó như thế nào. Dạ. Với thử dùng cái ly nước ép khóm. Nước ép khóm. À, dạ. Của Hậu Giang đó coi. Dạ, con mời cô, con mời chú cùng dùng luôn. Dạ. Nếm miếng thịt vịt hòa quyện cùng vị khóm chua chua ngọt ngọt mới cảm nhận hết cái tinh túy của món ăn này. Phải chăng đây là một biến tấu khác lạ của người dân miền Tây khiến cho bữa ăn hàng ngày càng thêm thú vị? Ăn rồi lại nhớ đến đồng quê, nhớ hương vị tuổi thơ, nhớ đến bữa ăn sum họp gia đình đầy ấm cúng, có vị khóm ngọt thơm như tình yêu thương của mẹ và giọt mồ hôi của cha. À, con thấy là cái hương vị của thịt vịt á, nó hòa quyện với lại cái vị ngọt dịu của khóm, rất là thơm ngon. Mà con cắn một miếng là con nhớ ngoài cái vị khóm tươi mà con ăn ngoài ruộng á, đặc biệt là nước khóm thì cũng rất là thơm mát luôn. Dạ, hôm nay thì con rất là cảm ơn cô Chính cũng như là chú đã giúp cho con có một dịp để mà tham quan cái ruộng khóm của mình và giới thiệu đến quý khán giả một món ăn đặc sản của Hậu Giang. Nếu như là quý khán giả muốn thưởng thức món vịt ôm khóm thì hãy về với vùng khóm cầu đúc ở xã Quả Tiến, thành phố Vị Thanh. Tin chắc rằng quý khán giả sẽ không thất vọng vì trái khóm cầu đúc còn có thể chế biến vô vàn món ăn đậm đà hương vị đồng quê, khiến cho khách phương xa không thể nào quên nếu như đã từng một lần nếm thử. Đến đây chương trình Chung tay làm du lịch nông nghiệp cũng xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.